Thưa quý vị, dự thảo luật đất đai sửa đổi được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên, dư luận tại thành phố Hồ Chí Minh, mạng xã hội và một số cá nhân đang lan truyền về một văn bản với nội dung lấy ý kiến trẻ mẫu giáo mầm non về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Hình chụp của văn bản này đang gây tranh cãi gay gắt. Từ chiều 12 tháng 3, trên một số diễn đàn mạng xã hội và Facebook cá nhân đang lan truyền một văn bản được cho là xuất phát tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hình chụp đoạn đầu của văn bản gây tranh cãi gay gắt khi nội dung văn bản được cho là Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 tổ chức lấy ý kiến trẻ mẫu giáo mầm non về luật đất đai sửa đổi. Ông Khương Mạnh Hùng, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12, khẳng định thông tin trên là hoàn toàn không đúng sự thật. Ông Hùng cho biết hình ảnh lan truyền trên mạng là ảnh đã bị cắt. Ông Hùng nói, ảnh không đặt trong toàn văn bản nên đã tạo sự hiểu nhầm. Ông Hùng cũng cho biết thêm trong văn bản 174/GDT-VP về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi trên địa bàn quận 12, ký ngày 22 tháng 2 năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 cũng đã chỉ rõ các đơn vị tổ chức thực hiện cũng như đối tượng lấy ý kiến, đó là người lao động tại cơ sở giáo dục nói chung, chứ không phải là học sinh trẻ mầm non. Tôi nghĩ hiểu lầm đó có thể đến từ việc văn bản kính gửi thiếu chữ chủ trước các cụm từ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non nên gây sự hiểu lầm trong dư luận. Ông Hùng nói, mong dư luận hiểu vì nội dung cho văn bản không phải đối tượng là trẻ em hay học sinh. Trước đó, ngày 22 tháng 2, Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12 đã có văn bản về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi trên địa bàn quận 12. Theo đó, văn bản gửi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, trường mẫu giáo, trường mầm non, công lập và ngoài công lập, trường tiểu học, công lập và ngoài công lập, trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt Ánh Dương, trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp. Theo nội dung văn bản, Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12 đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi và ghi rõ đối tượng lấy ý kiến. Cụ thể, đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại đơn vị. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, chủ đầu tư các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, trường tiểu học công lập và ngoài công lập và toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại đơn vị. Cùng với ghi rõ đối tượng lấy ý kiến, văn bản của Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12 cũng ghi rõ nội dung lấy ý kiến tùy theo từng đối tượng. Cụ thể là đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, các chủ đầu tư các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, trường tiểu học ngoài công lập trên địa bàn quận 12, cán bộ quản lý các trường công lập, hoàn toàn không có mục lấy ý kiến trẻ mẫu giáo mầm non như ảnh cắt cúp đang lan truyền. Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 đã lấy ý kiến người lao động trong các cơ sở giáo dục do phòng quản lý đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi và đã tổng hợp gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh theo đường link mà Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra.